Rồi, hello, chào các bạn luôn. Để sẵn là quay cho các bạn xem luôn. Ở bên đây, cái vườn ở bên đây, đây là thanh long ruột đỏ luôn ha. Hôm nay nó ra nụ nhiều lắm, nhưng mà nó rụng bớt cũng nhiều lắm rồi. Bên này cũng mới bón lại cho nó, nên là bây giờ nó tiếp tục nó ra tiếp. Và nó vừa ra nó vừa rụng đó. Tại vì nó ra những cái nụ rất là to, nhưng mà nó cũng vàng đi và nó rụng đi. Rồi bên xa xa đằng kia đang có một trái rất là lớn nè. Đó, trái đó đó. Đó lớn á. Đây, trên này đang có những cái nụ, những cái sắp sửa ra bông nữa rồi. Đang có những cái nụ nhỏ nữa. Đó. Đây nè, một trái nó đậu rồi nè. Thì vườn bên này nó khá là sơ sát, cái nhánh nó nhỏ lắm, nhỏ hơn cái vườn bên kia. Mặc dù bên kia ít đất hơn, bên này nhiều đất hơn. Bên này nó có một chậu đất rất là lớn, chậu này 80. Đây, đang có những cái nụ hoa nè. Đó. Rồi, hy vọng chăm sóc tốt thì nó sẽ ra tiếp, tiếp tục ra ha. Bên kia đang ra nụ, bên này cũng đang ra, bên này hái được cũng mấy trái rồi, cũng từ lúc tháng 5 đến giờ hái được cũng 5 trái 6 trái gì đấy. Giờ đang trên cây đang có 3 trái ha, đang có 3 trái, tầm 1 tuần 2 tuần nữa là nó chín rồi. Rồi đang tiếp tục ra những cái nụ mới, những cái hoa mới đó. Rồi bây giờ qua cây ổi. Đây là cái ổi nữ hoàng ha. Có quay một lần hai lần gì cho các bạn xem rồi đó. Đây, trái hôm nay nó bự lên nè. Hôm nay mới nhìn rõ được cái trái nó nè. Cái trái nó nhăn nheo nhăn nhiều nè. Đó, quay tận mặt luôn cho các bạn xem. À, cái này bọc lâu rồi. Hồi sáng mới bọc thêm 2 trái, 3 trái nữa. Nó nằm ở trên nóc á. À, trên nóc nó đang ra thêm một số những cái nụ, những cái trái nhỏ nữa. Một số những cái trái nhỏ nữa, chắc cũng ra được khoảng tầm 10 trái á, 10 trái nhỏ nữa. Không biết xa xa kia có thấy hay không. Đó, những cái bọc ở trên đó đó là 3 trái đó, mấy bọc hồi sáng đó. Rồi bên này có một trái nữa nè, bên này có một trái nè, nó cũng lớn hơn một chút rồi. Sau mấy tuần lễ rồi nha, cũng lâu rồi đó. Bọc cái này cũng lâu lắm rồi đó. Đó, một trái đó. Em kéo lại gần. Rồi, ngoài cái ấy thì cũng chăm sóc cho nó, cũng bón thêm phân cho nó, hữu cơ rồi phân vi sinh rồi phân dơi, cũng bón cho nó thêm để cho nó phát triển tiếp. Bởi vì cây bên này nó lớn lắm. Cái mình nó cao thật cao nè, cao múc mùa ở trên đó luôn. Mà cái ổi bên kia thì nó sơ sát, cái ổi bên kia cái chậu nó nhỏ xíu, cái chậu nó là một cái xô nước. Đây, bón cho nó này nè, những cái hữu cơ này. Bỏ trứng này nọ cho nó đủ sức. Nó cứng cáp và nó mới phát triển được, trên cây kiến nhiều lắm. Là do những cái hữu cơ này nè, do cái những hữu cơ mình bỏ vô nè. Kiến nó tìm đến nó ăn cho nên nó leo vô. Đây nè, kiến rất nhiều. Mặc dù kiến như vậy nhưng mà nếu mà trái này không bọc nó sẽ sâu hết. Đó, nó sẽ sâu hết. Cho nên mới phải bọc lại. Thì trái này chắc phải 2-3 tháng nữa các bạn. 2-3 tháng nó mới ăn được. Rồi, đó một vài hình ảnh cập nhật. Thì ngoài ra có những cái cây như là cây mật gấu này. Cũng mới bón cho nó lại nè. Cây mật gấu rồi bên này cũng có 2 chậu mai. Mai vàng, mai vàng để chơi Tết, cũng đang chăm sóc lại. Thật ra chăm sóc trước Tết rồi chứ không phải không, cũng bón cho nó là cây nhà lá vườn thôi, nhưng mà bây giờ bón thêm hữu cơ và vi sinh cho nó thêm nữa để cho nó có đủ sức để Tết năm sau nó sẽ ra bông. Nó ra bông đúng thời điểm mình canh, mình sẽ canh ha, đúng thời điểm để đem xuống nhà trưng Tết. Đây cái gốc nó lớn lắm.
cái chậu đất nó nè, chậu đất nó cũng lớn, chậu này phải 60. À, chậu này cũng 60 rồi đó. Đây cái gốc đó nè. Bên này cũng gốc nữa nè. Hai chậu. Cây này cũng mua mấy năm rồi. 3 năm, 4 năm rồi. 3 năm mà. À, cây bên kia là 3 năm. Còn cây bên này là 2 năm. Mua lại của người ta. Tết mình mua lại. Một cây mấy trăm á. 500-600 gì đó. Mua từ hồi đó thì nó sơ xác lắm. Một cây 500-600 mua về dưỡng đến giờ này 2-3 năm rồi. Thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn rồi. Thì có chăm sóc có bón thêm. Còn đây là cây nụ gối. Cây nụ gối từ lúc mua về. Mua cái này cũng mấy trăm ngàn. Cũng 500 hay sao. Mua về nó cái gốc nó nhỏ lắm. Nó không có lớn như thế này đâu. Cái gốc nó nhỏ xíu à. Từ dưỡng nó lớn như thế này. Mà lúc mua về thì nó tốt lắm. Lúc mua về nó tốt qua là tốt luôn. Mà từ từ nó teo lại hết. Vì Sài Gòn nó nóng quá. Cây này thì nó đang sống ở ngoài miền Bắc thôi. Nó cho những cái nụ gối để mình làm trà mình uống. Những người Bắc người ta hay dùng. Ở giờ nó cao thế này rồi. Mua về thì nó nhỏ thôi. Nó cao thế này nó thích ứng được cái khí hậu Việt Nam đó. Vì bây giờ là mùa mưa rồi nó cũng đỡ rồi. Chứ đợt vừa rồi năm 3-4 tháng vừa rồi trước Tết này nọ là nó nóng lắm. Nó nóng nó sơ xác lắm. Bây giờ cây này cũng bón lại cho nó thì nó tốt hơn rồi. Đó, một vài hình ảnh để cập nhật. Quay cho các bạn xem. Rồi. Chào các bạn nha.